lộ chi phí để đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam, con số quá lớn. Chi phí đưa thi hài nghệ sĩ anh Vũ về Việt Nam lên đến 20.000 đô, nên nhiều nghệ sĩ đang kêu gọi quyên góp hỗ trợ gia đình anh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiết lộ số tiền khá lớn để đưa thi thể nghệ sĩ hài anh Vũ về Việt Nam để mai táng. Nghệ sĩ hài anh Vũ qua đời lúc 5 giờ sáng, 2 tháng 4 giờ Việt Nam. Tuy nhiên mọi chuyện quá đột ngột, người thân chỉ biết cập nhật tin tức từ đồng nghiệp thân thiết của anh Vũ tại bang California của Mỹ. Nguyên nhân cái chết hiện đã được chia sẻ từ người thân. Trước đó, theo chia sẻ từ đồng nghiệp, anh Vũ đã có những dấu hiệu đột quỵ trong thời gian tập luyện trước giờ lên sân khấu. Hiện thi thể của anh Vũ nằm trong bệnh viện ở Mỹ. Gia đình nghệ sĩ cho biết cũng đang bối rối, nhưng sẽ đưa thi thể về Việt Nam mai táng. Là người chị thân thiết gắn bó nhiều nhất bên anh Vũ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bày tỏ niềm thương tiếc trước cái chết ở nơi đất khách quê người của người em thân thiết. Nhận tin dữ về anh Vũ sáng sớm, chị vẫn không tin đó là sự thật. Vượt qua nỗi đau, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác cùng xin phép gia đình tổ chức quyên góp với mong muốn đưa anh về Việt Nam thay vì phương án hỏa táng tại Mỹ và mang tro cốt về. Liên quan đến sự qua đời đột ngột của nghệ sĩ anh Vũ khi đang thực hiện dở chuyến lưu diễn tại Mỹ, hiện gia đình anh đã biết tin và đang hoàn tất các thủ tục để có thể đưa anh về Việt Nam mai táng. Trên trang cá nhân, để tránh giả mạo, Hồng Vân khẳng định số tài khoản duy nhất đứng ra nhận quyên góp là tài khoản của chị. Được biết số tiền 20.000 đô là hơn 500 triệu đồng. Như vậy, với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đang hy vọng đưa được thi hài anh Vũ về nước. Còn số tiền để hỏa thiêu tại Mỹ và đưa hài cốt về Việt Nam là 10.000 đô, khoảng 232 triệu đồng. Trước tình cảnh này, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã quyết định kêu gọi bạn bè đồng nghiệp cùng mọi người chung tay quyên góp giúp gia đình anh Vũ đưa thi hài của anh về với đất mẹ. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chuyển 10 triệu đồng cùng lời nhắn thương anh quá, chỉ biết niệm Phật cho anh ấy. Nghệ sĩ Xuân Hinh nhắn gửi, anh ở xa, nhờ em gửi 5 triệu giúp rồi mấy anh chuyển cho em nhé. Đến hiện tại, Hồng Vân đăng tải sao kê cho thấy đã có 580 triệu đồng được chuyển vào tài khoản. Số tiền vẫn đang tăng lên khi bài đăng đang được chia sẻ. Điều cuối cùng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mong muốn chính là đem thi thể nghệ sĩ anh Vũ về quê nước mẹ. Và nghệ sĩ chia sẻ sẽ đóng thẻ lại không nhận tiền ủng hộ giúp đỡ nữa. Nói như nghệ sĩ Hồng Vân, đến cuối cuộc đời mà anh Vũ vẫn còn phải tha phương, nhiều nghệ sĩ vi bích cùng hy vọng sẽ đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam.